vừa hay nhìn em là say. Này em từ xưa về nay vừa hay lòng ta thức dậy. Ô ô la la thường không em đây mà. Ô ô la la ngọc ngà sexy lady. Ê, ai đi qua lối đó ai trong lòng càng âu lo. Nhìn em lòng thôi không đáng đo. Ô mong em ra cuối phố, mong em đừng là hư vô. Nhìn em ta như ngây ngô. Mọi đứa lấy 500 nghe. Đã đây mọi người 500 rồi, cảm ơn em rồi, mấy đứa vô nha. Ủa gì kỳ vậy? Hả? Tự nhiên mấy đứa nó ra nhảy có chút xíu à, mỗi đứa được 500. Em nãy giờ em đứng ở trong muốn chết luôn á, không được cắt vậy mà nó thích người ta. Ê cầm đi em, anh đẹp trai quá. Thích quá nè. Trời anh lịch lãm dễ sợ luôn. Anh ơi sao anh nhiều tiền quá vậy anh? Anh mới gả con gái anh đi xa xứ. Đây, đây là căn nhà của anh. Trời ơi, anh ơi, nhà của anh á bự quá à, đẹp quá à. Em ước gì á, nhà của em dưới quê bự mà đẹp như vậy á. Yến à, kể từ bây giờ em không cần phải mơ ước nữa. Bởi vì căn nhà to lớn này là của em. Thiệt không? Thiệt. Ví dụ căn nhà này là của em á hả? Trời ơi, em hạnh phúc quá à. Anh ơi, nhà mình bị sụp cầu dao hả anh? Em kệ đi, em thấy hạnh phúc là được rồi. Sao anh lại đánh em? Em có làm gì đâu. Chính vì mày không làm cái gì tao mới đánh mày. Tao cưới mày về đây để mày làm. Làm đi. Dạ. Mày làm cái gì vậy? Em tưởng anh kêu em cởi đồ ra để anh đi tắm. Bây giờ chưa phải giờ tắm. Tao kêu mày làm có nghĩa là kêu mày dọn dẹp. Dạ, em dọn dẹp, em dọn dẹp. Tao kêu mày dạ thì làm đi. Dạ. Mày. Đứng đây đợi anh. Anh ơi đuổi theo em đi anh ơi. Trời. Anh ơi, anh đâu rồi? Ơi trời đất ơi, em chạy quá trời quá đất luôn vậy đó. Anh dí theo em không kịp luôn vậy đó hà. Trời anh đẹp trai quá à. Nữa nè. Trời anh lịch lãm nhất luôn á. Thích quá đi nè. Em yêu anh nhất luôn á. Anh cũng yêu em nè. Anh là đại gia của lòng em. Em anh là ơi. Bà nội của anh nè. Anh ơi anh hát hay quá à. Hát nữa đi anh. Hát nữa đi anh, để ngày mai sống càng đã mòn. Hát nữa đi anh, đường tình ta chưa hết đoạn đường. Hát gì mà hát dở như quỷ vậy đó. Bộ âm nhạc có lỗi với em hay sao mà em xúc phạm nó quá vậy? Chia tay đi. Cái gì? Chia tay hả? Chia tay thì trả lại tiền cho tôi đi. Không, nè. Tiền này mình không có lỗi. Đánh nhanh chia tay đi. Rồi. Ủa? Ai đây? Dạ, tôi là vợ của anh Cường á. Anh Cường khéo chọn vợ ghê ha. Dạ, hỏi cho hỏi anh là ai? Tôi là em của anh Cường. À, chú Tài đúng không ạ? Ừ. Dạ, tôi có nghe anh Cường kể về chú Tài đó. Ê, coi kìa, mấy cái công việc nặng nhọc này á, mình đừng có làm. Dạ không. Để nó đi, để đó tôi làm cho. Trời ơi, cái bàn tay nó mượt mà vậy á, mình đừng có làm mấy chuyện này. Dạ. À, làm mấy chuyện nhẹ nhàng thôi. Dạ. Không, để đi. Đi, tôi chỉ cho. Ha, đi. Đi vô, tôi chỉ cho. Đi đâu ạ? Đi vô đây. Bước vô đây. Bước vô đây. Cái gì vậy? Anh ơi. Bà gì nè?
tao hiểu rồi. Dạ. Nhưng mà nó có làm cái gì chưa? Em dùng giãy tay chân nên chú ba chưa kịp làm gì hết á. Trời. Nó đâu rồi? Hả? Dạ. Nó. Mày. Trời ơi! Tại sao vậy? Tại sao nó muốn mà mày không cho đi? Mai mốt kiếm vợ á thì chọn con nào nó ngoan, nó biết nghe lời một chút. Tại sao? Hả? Mày nói đi. Tại sao mày? Hả? 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 Anh ơi, em chóng mặt quá anh ơi. Tao cũng vậy. Em bị sao vậy? Hả? Sao em tàn tạ quá vậy? Anh đánh em hả? Trời ơi, tôi có phải là con người hay không? Yên tâm đi, anh có tiền. Nè, lấy tiền đi mua thuốc đắp vô nha. Em còn bị đau chỗ nào nữa không? Đâu nữa? Đây nè anh. Ở đây. Em bị đau lưng nữa. Đây nè. Đau ở đây nữa nè. Đây. Nè. Dạ. Em cầm hết luôn đi. Mà anh ơi, em đâu có bị đau chỗ nào nữa đâu. Em hết đau rồi hả? Dạ. Gửi về cho ba rồi đó ba. Lần này á, con gãy có một chân à. Chắc lần sau con gãy luôn chân còn lại. Ba nhận tiền nè ba. Con ngoan. Cảm ơn con. Khoan. Dạ. Yeah. Tiền trao thì cháo múc. Anh muốn ăn cháo gì? Cháo bò, cháo sườn hay là cháo lòng? À, đợi anh tí xíu. Má la thì sao? Ho. 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 Cái gì? Đó, khoan cốt tôi. Có chứ. Hết tiền rồi. Vậy khỏi ăn. Nè anh nói cho em nghe nè. Rồi, lần sau con gái anh nó gửi tiền về rồi. Rồi anh bù cho em gấp đôi được không? Lần sau thì để lần sau. Lần sau ai biết lần sau thế nào. Thôi được rồi. Để đó anh gọi điện cho con gái của anh. Con gái hả? Ba hả ba? Mày gửi tiền về cho ba gấp. Ba ơi, thư thả đi. Giờ con chưa có tiền. Mày mà không gửi tiền gì cho tao nha, tao từ mày luôn. Em ơi, em. Anh ơi, bữa nay anh có buồn không? Bữa nay anh buồn đúng không? Anh đánh em đi. Tao không có buồn. Vậy là anh vui đúng không? Anh vui anh cũng đánh em được mà. Anh đánh em đi. Mày điên hả? Anh ơi, anh đánh em đi. Anh đánh em đi rồi anh cho em tiền mà. Anh ơi. Chú ba ơi, bữa nay chú ba có muốn không? Này nhìn mày gớm quá. Chú ba muốn làm gì? Đánh ra đi. Chú ba cho tôi tiền đi chú ba. Chú ba. Mày điên à? Đánh tôi đi. Đánh tôi đi mà. Đánh tôi đi. Mày. Đánh tôi đi mà. Đánh tôi đi. Mày điên hả mày? Mày điên hả mày? Mày muốn tiền hả? Tiền nè! À, ê, con gái của tôi gửi tiền cho tôi rồi. Em ơi, con gái của tôi nó gửi tiền cho anh.
phần của Hải Yến á lại tạo cho người ta một cái sự, nó không những là bi mà nó lại còn bị lói tim nữa. Thành ra là khi mà đã quy định như vậy rồi thì Yến cũng khó thể nào mà diễn hài được. Được chứ không phải là không được đâu Dân. Làm cái bi trong cái hài ở cái yếu tố này là chỉ thấy được Yến. Nhưng mà có lẽ là do thầy và do bạn xác định với nhau như thế nào đó mà không lòng cái bi này trở thành cái hài. Nó có cái cớ đó Yến, chứ không phải không. Nhưng Yến mà qua đây lại thấy này này, là Dũng thì có nhiều sở đoản để được thể hiện, nhưng cái duyên của Dũng như mọi khi là nó lại bị lặn đi, nó lại không được nổi trội như ở những cái trước. Thế còn của Yến thì lại trội lên cái phần diễn xuất về tâm trạng, về số phận ấy. Minh Dũng và bạn Hải Yến đã thấy được những gì mà thầy nói. Tôi nói là tăng cái độ hài bên phía này lên và cái tiết tấu nữa. Mình có thể diễn bi hài, có nghĩa là cái hài mà để người ta cười ra nước mắt mà đau lắm. Thì các bạn lại không làm điều đó cho thầy. Và đặc biệt ở đây, sự tương tác như cô Thanh Thủy nói giữa hai bạn không có. Dạ, thật sự là em xin lỗi thầy. Trong ngày hôm nay, nghệ sĩ Minh Nhí, anh mong muốn biết được số điểm từ hai giám khảo nào trong ba giám khảo của chúng tôi. Thanh Thủy đi. 9,5 điểm. Và người tiếp theo, anh Đức Hải đi. Nghệ sĩ Đức Hải, 9,5 điểm. Và số điểm của nghệ sĩ Hồng Vân sẽ được giữ lại. Bây giờ sẽ là phần trao điểm của 100 khán giả tại trường quay của chúng tôi đêm nay. Xin mời. Số điểm của Hải Yến và Minh Dũng trong đêm nay là 9,3 điểm. Xin được chúc mừng các bạn. Xin được cảm ơn tất cả quý vị. Vòng thi lội ngược dòng sẽ là sự quay trở lại của các cặp đôi đã chia tay chương trình. 5 cặp song ca với 5 màn tranh tài tuyệt đỉnh. Nhưng chỉ có một cặp được đi tiếp vào đêm chung kết xếp hạng để giành ngôi vị quán quân mùa đầu tiên và giành được giải thưởng 300 triệu đồng. Chiến thắng sẽ gọi tên cặp đôi nào? Thôi niềm đi em, lệ đẫm vai rồi, buồn thương nhớ chúng mình hai đứa hai nơi. Mình thương cô hai hả? Mà hồi nãy công nhận á, tát ở trển mà đây tôi đau á, thì tôi không ngờ tát thiệt như thế. Bình còi, bình còi đi, dễ thương hơn. Bình còi, phút nhỏ bé. Cô cho điểm ngay bây giờ luôn, cô gửi thay. Điểm 10. Đón xem tập 9 chương trình tuyệt đỉnh song ca phiên bản cặp đôi vàng vòng lội ngược dòng được phát sóng vào lúc 21 giờ thứ hai ngày 16 tháng 1 năm 2017 trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1 và phát lại vào lúc 11 giờ 45 thứ ba ngày 17 tháng 1 năm 2017 trên kênh truyền hình Vĩnh Long 2.